Này, lúc nào cũng thích gây phiền toái cho tôi là sao? Anh làm sao đấy? Ôi. Thuốc này 4 tiếng uống một lần. Hoa quả các thứ tôi để đây. Nhớ uống vào để bổ sung vitamin cho nhanh khỏe nhá. Ừ, tốt. Nghe lời thế là tốt đấy. Tôi đi về đây. Anh đói. Anh muốn chết không? Anh nghĩ là ốm như thế này thì nên ăn cháo. Cháo bã cái gì? Chả nhẽ trong nhà anh không có cái gì để ăn vặt à? Lấy tạm cái gì mà ăn vào? Thế nhà anh có cái gì không? Để tôi lấy ra cho. Em đi về đi. Cùng lắm là tôi đi mua cháo cho anh là được chứ gì. Anh muốn ăn cháo em nấu cơ. Không được đánh người ốm. Phải nhịn, phải nhịn. Vậy anh muốn ăn cháo gì? Nói. Em biết nấu cháo gì? Cháo gì cũng nấu được. Cháo thì là được rồi, anh cảm ơn. Không cần phải khách sáo. Anh vào đây. Anh đau đầu quá. Em chờ một khán giúp anh với. Anh này, anh đã theo đuổi tôi 3 năm rồi đấy. Tôi thực sự rất là cảm động. Nhưng mà tôi nghĩ tình cảm của chúng mình chỉ dừng lại ở đây thôi. Cứ như thế này thôi là tôi đã thấy hạnh phúc rồi. Tôi xin lỗi vì không thể tiến xa hơn được với anh. Sao rồi? Vẫn chưa ăn à? Tôi mua ít bánh đấy. Ngày mai nếu mà lười thì lấy bánh ra mà ăn rồi hãy uống thuốc. Vẫn chưa tỉnh à? Ở đâu? Hạ sốt rồi mà. Anh tưởng là em về luôn rồi. Ăn cháo đi rồi còn uống thuốc. Này, chút nữa ở lại xem phim với anh nhá. Phim gì? Hơn Cả Tình Bạn. Xem rồi. Anh không nghĩ là em xem phim ấy rồi đấy. Tại phim ấy ít người biết. Bạn trai cũ của tôi đã rủ tôi xem rồi. Với cả anh ấy là đạo diễn. Thế nên là đã giải thích cặn kẽ từng bộ phim cho tôi. Ôi, cháo ngon quá. Ừ, cháo ngon quá. Khi mà thích một ai đấy thì bản thân mình sẽ thích học tất cả những thứ có liên quan đến người đó. Giống như món cháo này này. Là thầy giáo cũ của tôi, mối tình đầu, đã dạy tôi nấu đấy. Mỗi khi tôi đi học là anh ấy nấu cho tôi ăn. Nói chuyện khao đi. Được. Em đúng là độc ác thật đấy. Sao? Rõ ràng là biết anh đang thích em. Thế mà chả hiểu sao cứ nhắc đến mối tình cũ hay người yêu cũ là sao? Tôi vẫn còn chưa kể nốt. Còn có một người học y cơ. Chính vì thế mà tôi cũng biết chút ít về chăm sóc sức khỏe. Tôi nghĩ rằng là khi mà yêu một ai đấy thì mình sẽ tìm hiểu tất cả những thứ thuộc về người ấy để cho nhau cái cảm giác như gần gũi, thân thiết hơn, hiểu nhau hơn. Nhưng mà rồi tôi nhận ra rằng là càng thân thiết, càng hiểu nhau thì lại càng gây gánh nặng cho nhau. Nhưng mà nói chung là thời gian không có giới hạn.
tình yêu có thể thay đổi. Vậy nên là nhiệt tình thì cũng có hạn. Vậy thì đã sao? Còn gì thì nói nốt đi. Còn cái vị thầy giáo mối tình đầu mà tôi vừa nói, anh ta nói là rất là yêu tôi, có thể lên núi đao xuống biển lửa vì tôi, dù có phải bỏ nghề giáo đi thì vẫn yêu tôi, vẫn giữ nguyên tình yêu đấy. Nhưng mà một thời gian sau thì anh ta bỏ tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được tại sao anh ta lại bỏ tôi nữa. Em nói nốt đi. Còn gì thì nói nốt đi, nói cho chán đi thôi. Người bạn trai học y của tôi cũng thế, rất là đẹp trai, đào hoa. Chính vì thế mà anh ta bắt cá lên 5-6 tay lận. Thế mà lúc tôi nói chia tay, anh ta còn thề thốt, còn đòi tự tử. Nói cái gì mà yêu tôi bằng cả chân tình, không thể bỏ được tôi. Bây giờ tôi cũng muốn hỏi xem là tại sao lúc đấy anh ta lại có thể yêu tôi như thế, trong khi mà vẫn yêu được 5-6 cô khác. Khó hiểu thật đấy. Đúng là thằng điên mà. Chắc là không chấp nhận được nổi việc bị tôi chia tay trước. Rồi, còn gì nữa không? Người thứ ba khiến tôi cảm thấy là yêu đến nỗi mà chết đi sống lại. Anh ta là một đạo diễn phim. Tình yêu của anh ta đối với tôi rất là lãng mạn. Nói chung là khi mà yêu anh ta ấy thì cuộc sống của tôi luôn bay bổng, luôn cảm thấy hạnh phúc. Có một lần anh ta nói là cần tiền để sản xuất một bộ phim. Tôi ngu ngốc đến nỗi là mang cả sổ đỏ nhà mình ra để cắm. Rồi một hồi nhà tôi bị thu hồi, và anh ta thì cũng biến mất, không biết tung tích ở đâu cả. Bây giờ cũng chưa thấy luôn. Hết rồi. Căn nhà đấy là căn nhà của bố mẹ tôi, phải vất vả lắm mới xây được. Thế nên là đối với tôi ấy, chuyện tình yêu bây giờ không quan trọng nữa. Tôi sẽ chú tâm vào để kiếm tiền để mua lại căn nhà đấy cho bố mẹ. Vậy có nghĩa là chỉ cần mua lại căn nhà đó, làm cho người nhà của em không thất vọng nữa, thì em sẽ đồng ý yêu tiếp chứ? Anh không hiểu à? Hay là anh cố tình không hiểu? Tôi tưởng là anh thông minh lắm cơ mà. Không hiểu thật sự luôn đấy à? Tôi nói những điều đấy là để cho anh thấy rằng là cái quá khứ của tôi phải chịu tổn thương và đau khổ như thế nào đấy. Vậy thì đã sao cơ chứ? Em nhìn xem, tương lai vẫn còn rất dài, em vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu được cơ mà. Yêu là một thứ xa xỉ, mệt mỏi lắm. Đối với tôi ấy, tình cảm xa vời lắm. Tôi chả trèo cao ngã đau nữa đâu. Vậy hóa ra đây mới là vấn đề của em thực sự đây à? Hóa ra là em nói quanh đi quẩn lại như vậy, mục đích là để anh phải buông tay em chứ gì? Là bạn thì được, chứ còn yêu thì tuyệt đối không. Là bạn như thế này không phải là rất tốt và rất vui vẻ sao? Nhưng mà em không thể nào mất niềm tin một cách vơ đuối cả nắm như thế được. Không phải ai cũng như vậy. Thì sao chứ? Tôi là một đứa ngốc nghếch, yêu phải thằng nào cũng là thằng cuốn đạn. Có lẽ trên đời này cũng có rất là nhiều người đàn ông tốt, nhưng mà tôi thì không gặp được những người như thế. Vậy nên thôi, yêu đương làm gì, tập trung vào kiếm tiền thôi. Như thế anh thấy thật là không công bằng. Không công bằng cho anh một chút nào cả. Tất cả những tội lỗi của những người khác, tại sao bây giờ anh lại phải gánh chịu hết? Kiếm anh này, từ giờ đừng nhắc đến chuyện kết hôn nữa nhá. Chỉ có thể là bạn thôi sao? Chỉ là bạn bè thôi. Nếu như chỉ có thể làm bạn, anh muốn được làm một người bạn đặc biệt nhất. Vốn dĩ anh đã là người như thế rồi. Được rồi, vậy thì anh sẽ để em quyết định. Anh sẽ không ép em phải kết hôn nữa. Cảm ơn anh đã hiểu cho tôi. Ê, xem phim đi. Ý kiến hay đấy. Bật đi Netflix nha.
khá lâu rồi anh vẫn chưa về thăm. Tạm rời xa những số buồn nơi này, tạm quên buồn lo dài xéo ta bao ngày. Anh muốn đưa em dạo quanh thành Vinh ngày nắng, anh muốn cho em nhìn ngắm thành Vinh ngày mưa, được cùng nhau bước qua làn sương lạnh, thành phố hiện lên mặc áo sống bức tranh. Chậm chậm cùng anh nghiêng đêm lướt qua nơi bình yên quê nhà, màu băng lăng tím mềm ôm một cái thưa tha, dòng lá muốn đợt bao mùa mong nhớ, dẫu ai xa vẫn chờ. Chậm chậm cùng anh nghiêng đêm lướt qua những con phố xa xa, cùng nhau ngắm nhìn những hàng quán xa tấp nập người qua. Anh ước em sẽ cảm nhận hết, sẽ yêu nơi mà anh lớn lên. Chút chút chưa được anh từng mơ, khi mà anh lớn, khi hai ta trưởng thành hơn, sẽ đỡ em cùng đi chốn về quê anh ta dùng chung bước cơm. Chị này, ông Kim Anh, ông ấy vừa đính chính lại tin đồn mà ông ấy định kết hôn rồi đấy. Thấy bảo là ông ấy bị mọi người đồn là gay, yêu người đồng giới, cho nên ông ấy lấy cô bạn tốt của mình ra để làm bia đỡ đạn, với cả tiện thể để trêu chọc cô MC kia luôn. Thế là tốt rồi. Thì ra là mang chị ra làm bia đỡ đạn à? Ơ thế nhưng mà anh ấy có phải là gay không chị? Chắc là không phải đâu. Không phải? Thế chị là bạn tốt của anh ấy như thế, có bao giờ mà chị gặp anh ấy gặp gỡ một người đàn ông nào không? Hoặc là ở cùng trong nhà, hoặc là như nào đấy? Chứ không thì tại sao anh ấy phải tung tin đồn giả để mà che mắt mọi người như thế? Này, mày muốn biết thì mày đi mà hỏi anh ta, chứ mày hỏi chị em đi. Chị làm sao mà biết được? Chắc là anh ta khó tính, không thích chung đụng gì, thích ở một mình thôi. Nghĩ lung ta lung tung. Em phải gọi cho bố để báo cái tin này cho bố biết vậy. Cũng yên tâm. May quá, chị mình không có ai yêu, không yêu ai. Chứ còn gì nữa. Mày ấy, chị còn chưa tính sổ mày với cả bố vu khống cho chị đâu nhá. Xin lỗi. Đấy là chẳng qua em với bố lo chị quá thôi. Chị là cái dẻo miệng. Alo. Sếp ạ, hôm nay ngày nghỉ sếp của em có việc gì thế ạ? Anh Kiếm Anh vừa mới ký hợp đồng với công ty chúng ta. Từ nay cô sẽ làm trợ lý biên kịch cho anh Kiếm Anh. Sao? Sếp nói cái gì cơ? Không được đâu sếp ơi. Không được đâu ạ. Sếp cử người khác đi ạ. Không được. Anh Kiếm Anh đoán trước là cô sẽ từ chối, nên cô bảo là sắp tới định viết một bộ phim về mối tình cũ. Mà cô thì lại có rất nhiều kinh nghiệm, nên muốn được làm việc cùng cô. Anh ta dám nói như thế sao ạ? Ôi, công ty đã giao trọng trách quan trọng cho cô rồi. Cố mà làm cho tốt đi. Không sếp ơi. Sếp. À, bắt đầu làm việc từ ngày mai luôn, tại nhà anh Kiếm Anh. Cái tên Kiếm Anh đáng ghét này, sao bây giờ không tha cho mình chứ?